Hiện tại là ở Việt ở trên Midjourney ấy, là tổng cộng là có 7 cái phiên bản khác nhau. Đấy ạ, 7 phiên bản khác nhau. Anh chị em có thể xem ở đây. Đây. Chúng ta vào cái lệnh setting nhé. Anh chị em nhấn chữ S này, sược S này, nó vào cái lệnh setting này. Đấy. Vào lệnh setting này thì anh chị enter này. Thì nó sẽ ra một loạt những cái biến thể ở đây đúng không ạ? Những cái biến thể ở đây, những cái setting ở đây đúng không ạ? Thì anh chị em nhìn thấy này, Midjourney version 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, Mizi này, đây là gì ạ? Là 5 cái version này. Được chưa ạ? 5 cái version chính của Midjourney ở hiện tại này, được chưa ạ? Tiếp theo cái hai cái version nữa, đấy là hai version đang test Midjourney test và Midjourney test photo. Đấy ạ. Như vậy là tổng số phiên bản của Midjourney hiện tại là gì ạ? 7 phiên tại, 7 phiên bản anh chị em nhé. 7 phiên bản. Đó. Đấy. Đầu tiên là nói về phiên bản là gì ạ? Midjourney có 7 phiên bản khác nhau. Và phiên bản mà chúng ta đang sử dụng hiện tại mặc định đó là phiên bản số 4. Trong phiên bản số 4 nó lại có các cái phiên bản nhỏ khác nữa. Đấy, được chưa ạ? Rồi, hiện tại thì chúng ta đang ở cái phiên bản số 4 nhé. Đó. Thì trong cái phiên bản 4 ấy, thì nó lại có ba cái phiên bản nhỏ hơn. Đấy là phiên bản 4A, 4B và 4C. Và cái phiên bản mặc định của mình ấy, nó là phiên bản 4C anh chị em nhé. Phiên bản mặc định mà mình đang sử dụng hiện tại là phiên bản 4C. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thay đổi cái phiên bản này của mình bằng cách là gì ạ? Câu lệnh style, gạch gạch style, xong ghi vào đấy là 4A, 4B, 4C. Thực ra thì Huy thấy là bốn cái phiên bản này thì nó không khác gì nhau mấy. À, ở đây ví dụ như là phiên bản 4A đây. Phiên bản 4A thì nó như này. Đấy, được chưa ạ? Thế còn phiên bản 4B thì nó sắc nét hơn một chút. Đó, nó sắc nét hơn một chút. Cái màu sắc nó cũng gọn hơn một chút. Đó. Còn phiên bản 4C ấy, thì nó mang tính chất nghệ thuật, mang tính chất là gì ạ? Rõ ràng hơn. Đấy, cái đường nét nó cũng tinh tế hơn. Đấy, cho nên là gì ạ? Hình cái phiên bản 4C đang là phiên bản cao cấp nhất và đang sử dụng một cách mặc định. Được chưa ạ? Đấy. Hoặc anh chị em này để ý này, ví dụ như là phiên bản 4B nhé. 4B là phiên bản gọi là đấy, cái hình ảnh cái con cá như này nhé. Đấy. Thế 4 à 4A nhé, đây là 4A này. Được chưa ạ? Đến phiên bản 4B thì anh chị em thấy những cái con cá này làm sao ạ? Nó sắc nét hơn, nó rõ ràng hơn và nó tạo các hình khối rõ ràng hơn. Anh chị em để ý không ạ? Đấy, cái này nhìn cho nó cứ loá thôi đúng không ạ? Nhưng mà ở đây anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó rõ ràng hơn, sắc nét hơn. Và phiên bản 4C thì anh chị em sẽ thấy sao ạ? Nó đẹp hơn, nó nét hơn, nó chi tiết hơn, nó cẩn thận hơn và nó logic hơn. Được chưa ạ? Đấy là sự khác biệt của các cái mô hình khác nhau. Anh nhớ nhá. Rồi, tại sao mình cần phải biết cái này? Tại sao mình cần phải học cái này ạ? Bởi vì khi mình biết mình học những cái này thì làm sao ạ? Thì mình sẽ biết cách để đưa những cái tham số vào và mình hình dung ra được cái đầu ra của mình là gì. Đưa tham số gì thì mình phải biết được à, đưa tham số đấy nó có tác dụng gì. Và nếu mà anh chị em học kiểu học ngọn ấy thì mình làm sao ạ? Mình sẽ phải test rất là nhiều luôn, mình sẽ mất vô cùng nhiều thời gian mà Huy đã làm cái việc đấy. Tức là gì ạ? Mình học bằng cách là gì ạ? Mình học học lỏm của những cái câu lệnh của người khác ấy. Thế là mỗi một câu lệnh nó có một cái từ khóa, và khi mà học từ cái từ khóa đấy thì nó sao ạ? Nó rất là nhanh, mình copy phát là ra của mình ngay. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà không nhớ gì cả, quên hết. Học xong quên hết, học đến đâu quên đấy. Đúng không ạ? Bởi vì mình không hiểu. Đấy. Đấy, không có sự thống kê cho nên không hiểu. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có một số cái phiên bản trước đây. Thì để mà chúng ta có những cái phiên bản này thì chúng ta nhấn vào cái chữ setting như vừa rồi Huy hướng dẫn đấy, đúng không ạ? Đấy. Và với như cái phiên bản đây, đó là phiên bản số 3.
Phiên bản này thì được mặc định, được Midjourney mặc định từ tháng 7 cho đến tháng 11 năm 2022. Và từ tháng 11 năm 2022 đến nay thì là họ đã trải qua 3 phiên bản V4, 4A, 4B và 4C rồi. Và càng ngày anh chị em sử dụng Midjourney, anh chị em càng cảm thấy là nó càng ngày nó càng đẹp hơn, càng ngày nó càng nét hơn. Bởi vì liên tục các phiên bản mới nó sẽ được nó sẽ được tiếp tục cập nhật cho anh chị em. Đó. Rồi anh chị em có phiên bản test ấy. Phiên bản test chính là cái phiên bản mà họ đang chuẩn bị cập nhật tới thế. Đó. Đây là phiên bản số 2. Anh chị em thấy phiên bản số 2 thì làm sao ạ? Nó khá là đơn sơ đúng không ạ? Nó khá là đơn giản đúng không ạ? Đấy, phiên bản số 3 thì nó đã nét hơn rồi đúng không ạ? Đấy, nó đã nhiều cái màu sắc hơn, nhiều cái chi tiết hơn. Còn phiên bản số 1 anh chị em thấy không ạ? Nó chỉ là những cái mảng màu nó hơi gọi là nó không có logic gì cả. Đấy, được chưa ạ? Rồi, ngoài ra còn có một cái phiên bản nữa là phiên bản HD. Phiên bản này là phiên bản với độ nét cao nhưng chi tiết thì cũng chưa hẳn là chi tiết. Đó. Đúng không ạ? Và phiên bản này thì sớm sẽ bị loại bỏ thôi, cho nên là mình cũng không cần sử dụng phiên bản này. Rồi, có một phiên bản nữa, đấy là phiên bản Nizi. Thì cái phiên bản Nizi này là gì? Phiên bản Nizi này được hợp tác giữa Midjourney và một cái công ty nó tên là Cellbrush. Cellbrush nó là một cái công ty về game. Đấy. Đúng không ạ? Và nó tạo ra cái game này. Đấy, nó game của Nhật Bản anh chị em nhé. Đấy. Và nó tạo ra cái game mà mình có thể là gì ạ? Mình có thể ghép hai cái nhân vật vào với nhau. Hai nhân vật mình ghép với nhau để tạo ra cái nhân vật số 3. Đấy. Thì nó cũng là cái game rất là hay. Đấy, game hoạt hình rất là hay anh chị em. Đấy. Ok nhá. Đấy, Huy cũng đang trải nghiệm cái game này. Rồi. Thế thì Midjourney kết hợp với Nizi để tạo ra một cái phiên bản dành riêng cho game. Và game này là game hoạt họa anime ấy. Game anime, được chưa ạ? Thì nó chuyên về những cái hình ảnh, những cái bức tranh nó mang hơi hướng về gì ạ? Về anime, về hoạt họa, hoạt hình. Ok không ạ? Nha. Đó. Rồi, đây. Khi mà những cái nét vẽ mang tính chất Nizi thì nó sẽ mang hơi hướng là nghệ thuật. Đấy. Đây là V4 này. V4 thì anh chị em thấy nó rất là thật, nó rất là fantasy, nó rất là đẹp một cách siêu thực đúng không ạ? Nhưng ở đây thì nó mang tính chất là những cái bức tranh vẽ kiểu hoạt họa. Đó. Rồi. Để mà thêm cái lệnh Nizi này ra thì có hai cách. Cái thứ nhất là mình vào setting mình gọi là cho nó setup ngay từ đầu mặc định. Cái thứ hai nữa, mình cho cái chữ là sược gạch gạch Nizi vào cuối kiểu câu lệnh của mình, đấy ạ, vào cuối câu lệnh của mình thì nó sẽ mặc định, nó sẽ ghi đè lên là tôi muốn vẽ tranh với phong cách của Nizi, với phiên bản Nizi. Ngoài ra thì có hai cái phiên bản nữa. Đây là cái phiên bản thử nghiệm. Thì phiên bản thử nghiệm này là phiên bản đang tạm thời để thử. Nói chung là khi mà công ty họ đưa ra cái ý tưởng gì hoặc là có thêm một cái gì đó ấy, thì họ cứ đưa vào đây thôi, họ thử thôi và họ cho người dùng test. Bởi vì sao? Chính người dùng là những người đang giúp họ thử nghiệm. Chứ còn họ mà ngồi họ nghĩ ra thì họ không thể nghĩ ra được. Rất nhiều câu lệnh họ không nghĩ ra được và có những cái lỗi mà họ không phát hiện ra. Cho nên là gì ạ? Cho nên cái máy chủ test này cũng là cái rất hay. Và anh chị em lưu ý này, tất cả các bức tranh của mình thì đều được gửi, tất cả các bức tranh và những câu lệnh của mình đều tự động gửi đến gì ạ? Đến database của Midjourney. Cho nên là chúng ta tránh những cái gì đó mang tính chất quá riêng tư, rồi chúng ta tưởng tượng như là tất cả bức tranh của chúng ta đều đang được theo dõi. Tất cả các cái thao tác của chúng ta đều đang được theo dõi, đang được quan sát. Vì vậy là tránh những thứ mang tính chất riêng tư. Những cái từ khóa hoặc là những cái hình ảnh vi phạm nguyên tắc cộng đồng, ví dụ mang tính chất bạo lực, hoặc là nude, ví dụ như là underwear, những bikini, rồi sexy, rồi các những cái liên quan đến giới tính cá nhân là không được phép anh chị em nhé. Nó chặn luôn, nó không cho mình làm luôn, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái phiên bản test này. Ngoài ra thì có một cái phiên bản test photo, test P, tức là test photo. Đấy. Thì cái phiên bản test photo thì nó mang tính chất gọi là tả thực hơn.
nó mang tính chất là nó giống như là một cái ảnh chụp, rất là giống cái ảnh chụp, được chưa? Và đây là cái bức tranh này, nó kết hợp giữa cái test test và test cộng với cả creative, cái thêm một câu lệnh creative nữa là câu lệnh sáng tạo nữa. Đấy, như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta muốn gọi câu lệnh đấy ra thì chúng ta gì ạ? Chúng ta thêm cái từ gạch gạch, ví dụ như là gạch gạch niji, hoặc gạch gạch test, hoặc gạch gạch test p, hoặc gạch gạch v1, gạch gạch v2, gạch gạch v3, gạch gạch v4. Đấy, ví dụ thế. Còn nếu như mà chúng ta muốn đưa cái style ấy, style của nó là gì ạ? Là gọi cái phiên bản nhỏ của phiên bản 4 ra, ví dụ như là style 4a, style 4b, style 4c. Đấy, sử dụng đây này. Đấy, ví dụ gạch gạch v1, v2, v3, v4 này. Đấy, còn riêng cái 4A, 4B, 4C thì chúng ta là style 4A, style 4B, style 4C. Phiên bản test là test này, test B này, đấy, test với creative này, đấy, hoặc là easy này, và cuối cái lời nhắc của mình, cuối cái câu lệnh của mình, được chưa ạ? Hoặc là mình sử dụng cái setting như vừa rồi Huy hướng dẫn đó. Đó, như vậy là chúng ta riêng cái phần phiên bản này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nó có rất nhiều phiên bản khác nhau. Và về cơ bản, nếu như mà chúng ta không có nhiều những cái quá là yêu cầu cao thì chúng ta cứ để mặc định nó là phiên bản 4C anh chị em nhé.